Nhiều người qua đời quá nên sư cô thấy cuộc đời sao mà nó qua mau quá, đời người nó vô thường quá. Rồi sư cô nằm trên bao thì sư cô thấy quý sư bà đắp y vàng đó đi vòng quanh sư cô ngồi chính giữa. Rồi cái sư cô mới hỏi một sư bà trụ trì á, thì sư bà đó nói là Bồ Tát muốn độ cho con tu, thôi con tu đi. Sư cô nằm chim bao, sư cô thấy cái tượng Phật đứng dậy thảy sâu chuỗi chưa vô cổ sư cô. Sư cô nhìn xuống thì cái sâu chuỗi nó dài tới ngực vậy nè. Rồi cái sư cô thấy vậy đó, rồi cái sư cô giật mình thức dậy, rồi hai điềm chim bao vậy đó. Rồi cộng thêm cái sư cô đi vô nhà thương thấy người ta. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng, là cái con sông mà ông Tư thường nhặt ve chai đó. Ông Tư cũng thường nhặt ve chai trên cái con sông này nè. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ nhận được một cái cuộc gọi từ một vị sư cô nói rằng là mẹ của mình bị bệnh tai biến, và hiện nay là về cái vấn đề mà tài chính để mà lo cho mẹ thì cũng đang gặp khá là nhiều khó khăn. Và sư cô này thì đang cùng với mẹ của mình đang ở trong một cái thất. Và để hiểu rõ thêm về cái tình cảnh hiện tại á, thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và Đạt Đồng Tháp vào bên trong ngay tại thất của sư cô ha. Ở đây thì một cái thất ha, được cắt khá là khang trang. Đây có tổ sư Đạt Ma. Cứ ngỡ trăng sao là vĩnh cửu, nào hay non nước cũng vô thường. Dạ con chào cô. Dạ. Tụi con có kêu sư cô không? Dạ. Có dạ. Sư cô đang làm nước thì tụi con uống. Dạ con. À, khỏi, nó con không, đi vô thăm sư bà. Cô làm người. Dạ. Và hai con. Dạ. Con nghe cô gọi là hiện nay là cái tình hình là cô đang nuôi sư bà đang bị tai biến không cô? Đúng rồi con. Sư bà đang bị tai biến, mà ngoài việc tai biến ra thì sư bà cũng nhiều bệnh lắm. Sư bà bị viêm phế quản, bị ho. Hồi xuống luôn, hồi lúc sư bà chưa bị tai biến thì sư bà không có bị viêm phế quản. Rồi từ hồi sư bà bị hơn 2 năm rồi, hồi năm 2020 đó, rồi 16 âm lịch tháng 7 năm 2020 đó là sư bà bị bệnh tai biến. Rồi vài tháng sau sư bà bị viêm phế quản, rồi tới bây giờ luôn cũng chưa có hết. Rồi ngoài việc tai biến rồi sư bà bị viêm phế quản, rồi sư bà còn bị viêm xoang mũi, rồi bị tiểu đường, bị cao huyết áp. Nói chung sư bà cũng nhiều bệnh, rồi sư bà đi không có được rồi. Nhưng mà sư bà còn minh mẫn không cô? Sư bà còn minh mẫn. Cái thất của mình là cất lâu chưa cô? Cái thất của mình cất năm 2020 á cô. Dạ. Sao cô với lại sư bà về thất này mà không tu ở chùa? Lúc trước sư bà với sư cô tu ở chùa, nhưng sau này sư bà già yếu rồi sư bà xin sư phụ về đây cất cốc tu. Dạ. Sư bà năm nay là bao nhiêu? Cất cho cái cốc chứ không phải là sư bà cất được. Cái này là tiền của Phật tử cất hay không? Phật tử có hai vị Phật tử cất. Dạ. Sư bà năm nay là bao nhiêu rồi cô? Sư bà năm nay là 75 tuổi. Còn sư cô? Sư cô 53 tuổi. 53 tuổi. Sư cô tuổi con heo. Sư bà tuổi sủ. Dạ. Vậy là sư bà có mình sư cô là con thôi. Còn một thằng em trai nữa mà nó ở Bình Dương, mà nó hoàn cảnh nó cũng khó khăn, nó chạy xe ông đã ôm. Rồi thành ra rồi nó ở nhà trọ, nó cũng chưa có nhà, thành ra nó cũng không có lo gì được cho sư cô nhiều. Dạ, pháp danh cũng giờ nó cũng, nói chung nó có con nhỏ nên nó cũng đuối. Sư cô cũng sư cô cũng không có nhờ nó được nhiều lắm. Rồi thành giới nó muốn cho nhiều cho, có khi nó cho, có khi không. Cô là thứ hai, con thứ hai hay là sao? Cô là con thứ hai. Cô là con thứ hai. Đó là em trai là thứ ba. À, vậy là sư bà có hai người con là cô. Hai. Mà hoàn cảnh nó khó khăn lắm con. Dạ. Nên sư cô cũng không có nhờ nó. Pháp danh của cô là gì hả cô ha? Sư cô tên là Liên Kỉnh. Liên Tỉnh. Trước đây thì cô tu ở chùa nào? Liên Kỉnh. Liên Kỉnh. Trước đây cô tu ở chùa nào? Sư cô ở Vị Thanh. Chùa Vị Thanh. Phật giáo thống nhất mình luôn hay không hả? Bên Phật giáo, cũng là bên Phật giáo. Dạ. Sư bà đang ở phía sau hả? Hả? Sư bà đang nằm ở phía sau. Dạ.
Thôi mình ra sao đi cô. Sư bà ơi, sư bà quay qua cho hai cháu nó nhìn. Không, để cho bà nghỉ đi cô. Rồi hôm bà, nói chung là bà hầu như là bà thức sáng đêm luôn, bà đi tiểu liền liền cứ 20 phút nửa tiếng tiểu rồi. Rồi hôm nay sư cô cũng không có ngủ được luôn, rồi bữa nay sư cô cũng bị nhức đầu. Sư cô này bị rối loạn tiền đình, rồi bị bệnh viêm đại tràng. Đã trân trọng đấy cô. Con chào bà. Là bà đi, sư bà thì đi tu khi nào hay cô? Sư bà tu hồi năm 90 đó con. 90 vô chùa hồi năm 90. Dạ, lúc đó là sư bà bao nhiêu hay cô ha? Lúc đó sư bà nhiêu là khoảng nhiêu tuổi nhớ không? 40 tuổi khoảng đó đó con. Có nghĩa là sau khi khoảng đó sau khi sanh cô với lại em của sư cô thì chị vô chùa luôn? À không, sư bà ở ngoài đợi thời gian tới khoảng 40 tuổi sư bà mới vô chùa. Dạ. Dạ đúng rồi. Rồi sư cô vô sao nữa? Dạ. Sư cô thì năm mấy cô là quy y? Năm 1998 cô. Lúc đó là cô bao nhiêu tuổi hả cô? Sư cô khoảng 27 tuổi. Dạ. Là cô trước đây thì cũng không có gia đình luôn. Dạ. Dạ, vô theo sư bà tu luôn. Cái duyên sao mà cô lại đến với Phật pháp? Thì sư cô nuôi mẹ mẫu Ung Nang á, sư bà mẫu Ung Nang trên Cần Thơ á, thì sư cô thấy chút xíu cái đưa ra người mà chết không à, mà hỏi ra là sao chết thì nó sanh chết, mổ chết, mà sanh mổ nó rồi chết, rồi làm băng chết. Cái sư cô cũng sợ quá à. Rồi thêm cái sư cô nhớ tới bà ngoại sư cô cũng qua đời, rồi em của sư cô cũng qua đời, rồi trong nhà cũng nhiều người qua đời quá, nên sư cô thấy cuộc đời sao mà nó qua mau quá, đời người nó vô thường quá. Rồi sư cô nằm trên bao thì sư cô thấy quý sư bà đắp y vàng đó đi vòng quanh sư cô ngồi chính giữa. Rồi cái sư cô mới hỏi một sư bà trụ trì á, thì sư bà đó nói là Bồ Tát muốn độ cho con tu, thôi con tu đi. Rồi thành ra sư cô nghe lời sư bà rồi sư cô xuất gia. Chưa thêm một điểm nữa là sư cô nằm chim bao, sư cô thấy cái tượng Phật đứng dậy thảy sâu chuỗi với chùa vô cổ sư cô nhìn xuống thì cái sâu chuỗi nó dài tới ngực vậy nè. Rồi cái sư cô thấy vậy đó, rồi cái sư cô giật mình thức dậy, rồi hai điểm chim bao vậy đó. Rồi cộng thêm cái sư cô đi vô nhà thương thấy người ta sanh đẻ, người ta mổ, người ta chết đó. Rồi sư cô suy nghĩ thấy đời người qua mau quá, nên sư cô đi tu, sư cô nghĩ là một ngày nào đó rồi cũng tới mình. Bởi vì thân này là vô thường, trần gian là cõi tạm, kiếp con người là cách lưỡng hành, dừng chân tạm để rồi lại ra đi. Cho nên là sư cô nghĩ như vậy, nên sư cô phát tâm sư cô đi tu. Sư cô theo mẹ và theo sư bà tu. Trước đó thì cô ăn chay hay ăn mặn lúc ở còn ở người còn đời á? Còn ở ngoài đời sư cô ăn chay thập chứ không có ăn chay trường. Yeah. Có sao nói vậy chứ cô không có ăn chay trường ngày nào á. Yeah. Nhưng mà có ăn chay thập mỗi tháng 10 ngày. Dạ. Yeah. Trước ngoài đời thì sư bà cũng là đi theo đạo Phật thống nhất luôn. Đạo Phật. Dạ. Yeah. Cái việc mà lúc chuyển từ người đời sang đi tu á không? Thì đối với cô nó có khó không? Sư cô thấy cũng không có gì là khó, thì đi vô chùa làm công quả thời gian rồi sư phụ thấy được thì sư phụ xuống tóc cho. Dạ. Thì cũng phải có giống như là phải có mà sự trải qua sư phụ coi mình sao vậy đó rồi sư phụ mới xuống tóc, chứ không phải là mới vô mà xuống tóc liền. Con thì con là người đời thì con biết được rằng cái việc mà tu tập đó thì nó không có dễ. Từ đời người đời mà chuyển sang tu đạo á thì rất khó, nhưng mà phải có một cái duyên đó con. Dạ, nó có còn nợ trần gian đó cô. Đôi khi có những người nợ trần gian người ta lại hoàn tục lại. Thì đó. Cô có đôi khi nào cô lúc mà những ngày tháng đầu cô tu á thì có khi nào cô vướng mà phải những cái vấn đề đó không? Sư cô không có bước. Dạ. Cho nên sư cô đi tu sư cô rất là vui. Dạ. Con không hiểu là mình tu để giải thoát hay là để thành Phật cô?
Con cũng muốn thỉnh giảng của cô. Vậy hả? Dạ. À, mình tu là mình để cầu thành Phật. Nhưng mà thành Phật đó là một con đường rất là dài, chứ không phải tu một hai kiếp mà thành Phật. À, mình phải tôi luyện thân khẩu ý của mình đó con. À, rồi phải đủ thứ chứ, phải từ bi hỷ xả thương yêu chúng sanh, rồi ngoại nghiệp đó ra, rồi mình phải có trì chay giữ giới, rồi phải có tụng kinh niệm Phật, rồi phải nhớ tưởng công ơn của Đức Phật để tôi luyện cái tâm của mình, biến cái tâm của mình thành tâm từ bi như Đức Phật đó, rồi phải lột rửa hàng ngày, rồi từ từ một ngày nào đó khi mà cái tâm mình được sáng suốt rồi á, thì trong một kiếp nào đó thì sư cô nghĩ là mình mới có thể thành chánh quả, chứ không phải là nói tu là nhảy lên bàn ngồi liền, tu là hưởng biết bàn liền, không có đâu. Trải qua một thời gian thử thách lắm con. Nhiều khi phải trải qua những cái nghiệp, chẳng hạn như nghiệp bệnh hay là nghiệp tai tiếng hay là nghiệp bị người ta nói xấu. Đấy, như chẳng hạn như có một lúc sư cô với sư bà cũng bị có ai đó quay phim sư bà với sư cô mà hình ở trên mạng á, là nói là sư bà đang nằm ở bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng rất là nguy cấp, bị tai biến, rồi sư bà bị mổ não, thai sọ, đổi hộp sọ, rồi sư bà chạy thận mỗi ngày, rồi xin quý mạnh thường quân trong nước và ngoài nước xa gần ủng hộ, thì gửi tiền qua, gửi qua tài khoản của mừng hình ảnh của sư bà với sư cô đó. Hồ Thị Trúc. Dạ. Nhưng mà sư cô không biết Hồ Thị Trúc đó là ai hết. Dạ, cũng có sư một cô số. Cũng chưa từng gặp mặt của cô Hồ Thị Trúc. Dạ. Nhưng mà cô không có giận cổ. Dạ. Hoàn toàn sư cô không có giận. Mặc dù là đó là cái hình ảnh đó không phải là sự thật. Sự thật là sư bà chưa nằm Chợ Rẫy lần nào hết. Dạ. Mà sư cô cũng chưa nuôi sư bà ở Chợ Rẫy một ngày nào hết. Chỉ có nuôi ở thị xã Ngã Bảy, là bệnh viện thành phố Ngã Bảy mình thôi, là hai lần. Rồi một lần sư bà bị tai biến, lần hai là rằm tháng 9. Rằm tháng 9 mới rất kỳ đây nè. Rằm tháng 8 chứ mới rằm tháng 9. Rồi cũng mới xuất viện đâu đây vài tháng đó, rồi giờ tới Tết đó, giờ qua Tết rồi đó. Đó là sư bà bị tai biến hai lần nè. Lần hai cũng là khá là nặng. Việc mà con thỉnh pháp cô tí. Việc mà con đó thì ăn mặn, chứ con không ăn chay. Không ăn chay. Đôi khi thì cũng ăn chay để mà thay đổi cái khẩu vị thôi. Thì có nhiều người nói với con nói á, rằng á, ăn chay thì mình sẽ nhanh chóng thành Phật. Vậy thì hoặc là sẽ đắc đạo hay là như thế nào đó. Có nghĩa là mượn cái danh ăn chay thôi. Nhưng mà con theo con được biết thì trong Phật giáo Nam Tông á, thì có lại có các sư thầy thì lại đi khất thực. Ai cho chi thì dùng đó. Chay mặn là một cái việc là để nuôi dưỡng cái tấm thân thôi. Nó chủ yếu là nuôi dưỡng cái thân cơ thể mình để mình tu thôi. Vậy thì ăn chay nó có nó chủ yếu là để bớt tạo nghiệp hay là ăn chay sẽ thành Phật không? Ăn chay không phải là để thành Phật con. Ăn chay là để trưởng dưỡng cái tâm từ bi của mình. Có nghĩa là mình không có sát hại thì mình không sát hại thì mình không sát hại sanh mạng thì mình khỏi phải dài nợ cái sanh mạng đó. Đó, chứ không phải là ăn chay là để thành Phật. Có nhiều người ăn chay mà tấm lòng người ta đâu có chay đâu. Ăn chay nhưng mà còn nói xấu người này người kia. Ăn chay mà còn chửi bới. Đó, rồi ăn chay mà đủ thứ chuyện lo thôi. Chứ đâu phải ăn chay là thành Phật. Như là ăn chay để trưởng dưỡng cái tâm từ bi của mình thôi. Mình ăn chay được thì mình ăn, còn tùy duyên. Nếu mà mình ăn không được thì mình cũng có thể tùy duyên mình ăn mặn, hoặc là mình ăn tháng 6 ngày hoặc 10 ngày. Hoặc là 2 ngày cũng được nếu công việc mình quá nhiều. Thì sư cô nghĩ là ăn chay cũng là một việc tốt, mà sư cô không có bác bỏ chuyện ăn chay, mà cũng không có bác bỏ chuyện ăn mặn. Đó là tùy duyên. Nếu có duyên thì ăn chay thì rất là tốt. Có duyên thì nên ăn chay. Còn nếu không đủ duyên thì mình tập ăn chay tháng 10 ngày hoặc 6 ngày. Dạ, ăn chay là mình... Chứ không phải ăn chay là thành Phật đâu. Dạ, hạn chế sát sanh thôi. Nếu ăn chay thành Phật thì con bò nó ăn cỏ nó đã thành Phật rồi. Dạ. Con hiểu không? Dạ, con hiểu. Tâm niệm nó hỏi, ủa, mình
từ đâu đến, thì tại sao mình lại sinh ra chỗ này mà mình sinh ra ở Việt Nam mà mình không sinh ra ở Mỹ, rồi mình đến đây để làm gì, chẳng lẽ là đến đây để mà có vợ sinh con rồi chết, thì cái đó cái cuộc sống nó cứ lặp đi lặp lại, nó vô vị quá. Vậy thì cô có con thỉnh giảng, cô có thể giải thích cho con hiểu được không? Là ý câu hỏi gì thế này? Ý câu hỏi là con người của mình từ đâu đến đó cô? Tại sao mình lại đến đây mà mình không lại đến ở chỗ này? Con người của mình từ vô thủy, giờ cô có không biết từ đâu đến, nhưng mà từ bao nhiêu đời kiếp mình đã tạo nghiệp rồi nên mình mới có thân người. Nhưng mà sư cô nghĩ thôi, có thân người rất là quý. Nếu như mình không đủ phước có thân người là mình bị đọa, mình bị làm thân súc sanh thì càng khổ hơn, thì nó đâu có tu được đâu. Có thân người là mình tạo được cái nhiều cái phước, chẳng hạn như mình biết bố thí nè, biết cúng dường nè, biết làm các công đức lành nè, biết làm nhiều công việc từ thiện, làm lợi ích chúng sanh, làm lợi ích cho đất nước, cho xã hội. Đó, dạ. Thì có thân người rất là quý. Dạ. Để sư cô khóa máy nha con. Dạ. Để gọi. Cho nên thân người rất là quý, mình phải lợi dụng cái thân người này để mình làm nhiều công việc từ thiện. Mình tập bố thí, tập cúng dường, gọi làm nhiều điều công việc phước lành, lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho đất nước. Bởi vì mình thọ ơn nhiều lắm đó con, trong cuộc đời này là mình thọ tới tứ ân đó, là ân Phật nè, ân cha mẹ nè, rồi ân chúng sanh nè, rồi ân quê hương đất nước nè. Đất nước này mình cũng thọ ơn ân tổ quốc nè. Dạ. Ơn các anh hùng chiến sĩ đã ngã xuống nên mình mới được bình yên trên mảnh đất này. Rồi hiện giờ là cũng có những người để bảo vệ biên giới, bảo vệ đất nước để cho mình được bình an, cho nên mình thọ ơn của đất nước nhiều lắm. Mình thọ ơn tổ quốc, rồi thọ ơn đất nước nhiều lắm, ơn quê hương đất nước đó. Dạ. Cái ơn đó là mình phải nên ghi nhớ trong lòng. Con thì không hiểu là người ta nói rằng là ước gì? Ước gì khoảng 8-90 tuổi hoặc là 6-70 tuổi nằm cái sáng thức gì đi luôn theo Phật nhẹ nhàng, hoặc là đôi khi người ta thấy ngã bệnh nói thôi ước gì để Phật rước về luôn á, thì con muốn Phật rước về thì con phải tu, con phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật hàng ngày. Dạ. Rồi con phải có phát nguyện vãng sanh. Dạ. Phải có tín hạnh nguyện, tín tức là lòng tin. Yeah. Rồi hạnh tức là cái hành trì của mình, là phải có niệm Phật, rồi phải có làm các công việc đức lành, là bố thí cúng dường, làm tạo nhiều các công việc phước thiện. Đó là hạnh, là cái hành của mình đó. Rồi nguyện là phải phát nguyện vãng sanh, là con nguyện sau khi con lâm chung, con được Đức Phật tiếp dẫn, con được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật, con phải có một lời nguyện. Yeah. Là tín hạnh nguyện phải đầy đủ. Dạ. Con phải thường xuyên niệm Phật, chứ con có hạnh mà có nguyện mà con không có niệm Phật thì cũng không có được. Dạ. Ừ. Ý con nói là có nhiều người như vậy, rồi người ta tự nhiên cái người ta khoảng 50-60 tuổi người ta nằm sáng nước vậy, cái người ta đi luôn, ta không có nguyện gì hết á. Thì có một số người đi theo nghiệp của người ta. Dạ, có một số người thì đó là những người chết tốt, là những người họ không còn vướng nợ trần gian. Dạ. Thì cô nghĩ cái đó nó có đúng không cô? Cũng chưa hẳn là vậy nữa, tại vì ai lên đây cũng phải trả nghiệp hết trơn á, không nghiệp lành thì nghiệp dữ. Thì có những người nghiệp ít thì ra đi nhẹ nhàng, còn nghiệp nặng hơn thì ra đi nặng chút. Cô thì sư cô theo sư cô nghĩ vậy đó, sư cô cũng không phải là một tiến sĩ hay là một sư cô tiến sĩ hay gì. Phật pháp của sư cô, mặc dù sư cô có đi học nhưng mà cái giáo lý sư cô còn yếu ớt lắm, không có như là quý ni trưởng, quý ni sư mà giảng sư lớn, cho nên là sư cô học những cái dòng trong cuộc sống, những cái gì sư cô biết thì sư cô nói, còn có những cái mà sư cô không biết thì sư cô nói sư cô không biết. Yeah. Như là sư cô còn giáo lý sư cô nói chung là không phải là biết hết, tại vì Phật pháp rất là mênh mông, không phải là cái gì cũng biết hết. Cho nên là cái gì sư cô biết thì sư cô nói, và sư cô không biết thì sư cô nói sư cô không biết. Có một số câu là con nghe nói là Phật tại tâm chứ tìm đâu non núi đó. Có nghĩa là Phật ở nhà chứ không có đi đâu thì xa. Thì có những cái đoàn mà hành hương đó, đi từ vùng
ở nhà nè, lại cất công đi lên hành hương lên núi để mà gọi là đi lại gặp những cái cảnh non tiên, gặp mình thấy cái tư tưởng của mình nó thoải mái. Đôi khi thì có một số người người ta chưa hiểu rằng đi tìm Phật ở trên núi, vậy thì mình chỉ cần ở nhà tu hay mình sẽ lên núi mình tu thì nó sẽ tự nhiên nếu mình đi được mình nên đi con. Dạ. Nên đi hành hương. Dạ. Nên đi đây nên đó, đi nhiều chùa. Dạ. Càng đi nhiều chùa cũng càng tốt nếu mình có sức khỏe. Còn nếu mình không có sức khỏe thì mình chọn một hai chùa nào đó mình đi, hoặc ngôi chùa nào đó có duyên với mình, hoặc là cái ngôi chùa nào đó có hoàn cảnh khó khăn thì mình tới mình giúp đỡ, thì đó cũng là gọi là cũng đó là cũng gọi là hộ trì tâm bảo, là ủng hộ giúp đỡ cho sư cô hay là cho thầy hay cho hòa thượng, cho thượng tọa hay ni trưởng, sư cô ni sư gì đó. Nếu như con ủng hộ được thì con ủng hộ để cho quý sư thầy, quý sư cô, quý ni trưởng, quý ni sư có điều kiện để lo cho tam bảo, làm công việc Phật sự, thì đó là một điều đáng quý. Còn nếu mình có nhiều sức khỏe nữa hay hoặc là mình có khả năng nữa thì mình nên đi nhiều chùa. Đi chùa rất là tốt, nên đi chùa, nên đi tịnh xá. Không nên bỏ chùa. Mà cũng không nên bỏ chúng sanh. Tùy duyên đó, con mà, hiểu không? Cái gì con cũng giúp được hết, mà con giúp theo khả năng của con. Con thì con người đời nên con nghĩ đơn giản, mà con không biết là hiện nay tu nhìn rất là nhiều người ta nhận thấy cái cuộc sống này nó rất mong manh, và thậm chí là cái sự dịch bệnh hay là này kia đó, nó có thể diễn biến bất ngờ, và thậm chí là có rất là nhiều bệnh lạ, thì có nhiều người người ta lại tu, và có nhiều người ta lại tìm đến chùa to Phật lớn, thì con không biết, con hỏi cái cô như thế là mình tu mình có nên vào chùa to Phật lớn hay là mình tìm tại chỗ thanh tịnh để mình tu cô? Cái đó là cũng do cái duyên của người ta nữa con, chứ không phải là người ta tìm chùa to Phật lớn. Nhiều khi cái duyên của cái vị đó ở cái chùa đó. Chứ không phải là cái vị đó mà khởi tâm lên ở chùa to Phật lớn để hưởng lợi lộc hay là cái gì hết. Cho nên con nghĩ cái đó là tùy duyên đi. Con đừng buồn phiền vì chuyện đó. Có những vị ở cái thất hay ở cốc đó cũng do là cái duyên nữa. Nói như sư bà đó thì giờ không có cái duyên ở chùa, thì sư bà về đây cũng là cái duyên ở đây. Chứ chùa thì rất là tốt. Nhưng mà sư bà già yếu rồi, sư bà xin sư phụ về đây cất cốc tu thì sư phụ cho phép, thì nên sư bà về đây thì cái duyên sư bà ở đây. Thì sư bà không có còn duyên ở với sư phụ nữa. Thôi bây giờ mình sư bà có nói chuyện được không con? Sư bà nói chuyện được. Nói được chút chút. Nam mô A Di Đà Phật. Bà. Mô Phật đi. Mô Phật. Hỏi gì nói đó à, sư bà ít nói lắm con, hồi chưa đi tu là sư bà cũng đã ít nói rồi. Từ hồi xuất gia tu hành tới giờ sư bà càng ít nói hơn nữa. Thôi bây giờ con sẽ chuyện nói về đạo thì nó bao la lắm, mênh mông, mà cái con hiểu biết thì nó chỉ nhỏ như hạt cát trên một cái sa mạc thôi. Đúng rồi, sự hiểu biết của mình bé lắm. Dạ, nên con cũng nhờ thỉnh pháp của cô để giải thích cho con hiểu hơn. Rồi bây giờ chắc có lẽ là con sẽ chia sẻ về cái cuộc sống của cô với lại sư bà hiện tại ha. Thì con nghe cô điện rằng là hiện nay cô với lại sư bà đó đang gặp một cái bế tắc về tài chính. Thì cô có thể cho con, tụi con cũng như cô bác anh chị được biết không là như thế nào hả cô ha? Thì sư bà bị tai biến vào năm 2020, là năm nay cũng hơn 2 năm rồi. Sư cô thì cũng không có đi cúng, cũng không có đi đâu được hết á. Giống như sư cô thường xuyên ở nhà thường xuyên hơn, tại vì sư bà con mình sư cô đi thì sư cô phải đóng cửa bỏ sư bà ở nhà, còn nếu như mà sư cô có sắp xếp đi được thì phải nhờ người, mà bây giờ khó nhờ lắm, tại vì ai cũng có công việc gia đình riêng tư hết á. Hồi lúc trước thì cũng có nhờ người dì bà con chăm cho sư bà, đặng cho sư cô đi tụng kinh hay là đi cúng rồi đó. Rồi sau này rồi dì chỉ không có về được, rành ra sư cô ở nhà không à, ở tại chỗ rồi sư cô vừa tu vừa lo sư bà. Dạ.
thì cái sư vấn bà đề cũng bị tai biến nặng chỗ đó. Dạ. Rồi sư cô cũng ráng lo. Con không biết là ở thất mình á thì con không có thấy cái thùng cúng dường Tam Bảo nè. Không có thể không cúng dường. Tại vì ở đây không có hoạt động tôn giáo. Dạ, dạ. Sư cô không có xin phép nhà nước lên cái bản chùa cho nên không có hoạt động tôn giáo, rồi thành ra không có Phật tử tới lui. Thì tới rầm lớn thì chỉ có một người hoặc hai người thì có, chứ không phải là không có, mà một người hoặc hai người là rầm lớn á, rầm tháng 7 á. Rồi bình thường thì cũng không có ai tới lui tại vì mình không có hoạt động tôn giáo. Vậy thì mình lấy cái kinh phí đâu để mà mình nuôi dưỡng cái sự tu tập này con? Thì có ai biết thì ủng hộ cho sư cô thì sư cô lo cho sư bà, còn thiếu thì sư cô mượn bạn bè của sư cô. Dạ. Sư cô mượn người quen. Nó cái vấn đề về tài chính nó có ảnh hưởng đến cái việc tu tập của cô nhiều không? Cũng ảnh hưởng con, nhưng mà sư cô cũng cố gắng tu, cũng sắp xếp thời gian. Tại vì sư bà bệnh cũng nhiều và ban đêm sư bà thường xuyên kêu sư cô. Ban đêm sư bà đi tiểu đường liền, sư bà cứ bấm chuông liền liền. Thành ra ban đêm sư cô ngủ ít lắm. Sư cô ngủ chừng 2-3 tiếng đồng hồ. Cô ngủ không được nhiều nên sư cô cũng hay bị rối loạn tiền đình. Vậy thì hằng ngày cô với lại sư bà ăn uống như thế nào? Chi phí tiền bạc, gạo? Sư bà với sư cô tiền thuốc, tiền ăn, đồ hàng ngày chắc cũng khoảng 7 triệu thôi. Một ngày? Một tháng. Một tháng. Một tháng khoảng đó đó. Dạ. Tại sư bà thuốc cũng nhiều, sư cô cũng uống thuốc nữa. Sư cô bị rối loạn tiền đình với bị viêm đại tràng. Dạ. Vậy là một tháng khoảng... khoảng 7 triệu. 7 triệu. Khoảng đó đó, sư cô nói cái khoảng này. Dạ. Vậy Phật tử không có cúng dường, không có... Có, Phật tử cũng có hộ, nhưng mà lúc trước có hộ, rồi lúc sau này thì dịch, rồi kinh tế khó khăn, nên cũng không có ai hộ hết, ít ai hộ. Rồi thành ra sư cô cũng thiếu nợ. Sau này cô sư bà mà có tật đó, thì cô có được dự định là cô sẽ vô chùa lại không? Thì để ra sư bà tập rồi sư cô mới tới chừng đó rồi mới tính. Chứ giờ hiện tại thì chỉ biết lo cho sư bà thôi. Dạ. Tới chừng đó rồi tính sao. Dạ, con tại vì 100 tuổi già thì sư bà cũng... Thì sư bà cũng phải ra đi thôi. Ra đi thôi. Tại vì sư bà cũng 75 tuổi rồi. Dạ. Rồi sư bà đi rồi nữa rồi cũng tới cô. Đời người vô thường mà con. Dạ. Người đi trước thì cũng có người đi sau. Con thấy là đôi mắt của cô đôi khi chia sẻ tâm sự với tụi con là đôi mắt ướt là cô muốn gây lệ hay sao cơ? Sư cô cũng nói chung sư bà bệnh thì cô sư cô cũng hơi buồn. Dạ. Nhưng mà mình tu thì mình cố gắng tu để vượt qua, thì đó là cái nghiệp của sư bà. Rồi sư cô rồi có cái duyên làm con của sư bà nên sư cô phải ráng lo cho sư bà để bổn để mà hoàn thành cái bổn phận làm con của mình. Bởi vì thì đạo Phật dạy là chữ hiếu đứng đầu, cho nên bổn phận làm con đây mình phải hết lòng báo hiếu cha mẹ, cho dù cha mẹ mình không còn biết nữa hay là không còn tỉnh táo thì vẫn là mẹ của mình. Con thấy cô với bà rất là bế tắc vào những cái giai đoạn như thế này. Mà nó ảnh hưởng đến cái việc tu tập khá là nhiều. Thấy cũng sót. Sư cô cúng... cảm ơn con. Dạ. Sư cô thấy hai con. Tụi con có tấm lòng rất là từ bi. Chịu đến đây tức là tụi con có tấm lòng thương yêu mọi người, thương yêu chúng sanh bao la. Cho nên điều đó sư cô cũng rất là vui. Cái việc cúng dường cô nói thì bây giờ nó ít người ta cúng dường lắm rồi. Đây về sau còn thời gian còn dài lắm rồi. Đúng rồi. Sư cô lúc đó cái kinh phí nó cạn kiệt hết luôn rồi. Sư cô tính sao? Cạn rồi chứ đâu phải đợi cạn kiệt hết rồi. Rồi sư cô cũng... Nói chung là sư cô cũng mượn bạn bè của sư cô đó. Ví dụ sư cô mượn một người, hai người, thời gian lâu nhiều người rồi. Ví dụ mình mượn như vậy mình tính cái đường trả rồi mình không có thể nào trả được rồi sao cô? Thì sư cô cũng có nói là sau này sư bà qua đời thì
có ai hộ giúp hay sư cô có đi tụng kinh hay gì đó thì sư cô, hay là có ai hộ giúp sư cô thì sư cô sẽ trả lại. Dạ. Có nghĩa là cũng cô cũng có thiếu một số nợ. Nợ từ là do sư cô, tại sư bà nằm chỗ thôi. Dạ. Chứ nếu sư bà không nằm chỗ thì sư cô không đến đòi. Dạ, cô cũng có thường đi tụng kinh, cũng có một số Phật tử hộ hay không ạ? À, sư cô có, cũng có đi tụng kinh. Dạ. Nhưng mà giờ thì không còn đi nữa. Dạ, ở nhà chăm sư bà. À, nói chung dậm chân tại chỗ ấy. Dạ. Là 2 năm nay rồi. Hơn 2 năm rồi, còn hồi năm 16 âm lịch, tháng 7 năm 2020. Tới nay là còn hơn 2 năm rồi. Dạ. Tới gần tháng 7 này là 3 năm rồi. Dạ. Hôm nay thì con đến, con với Đạt lên đến đây cũng được nghe cuộc gọi của cô về cái sự, cái tình hình mà hiện tại thì cũng con cũng có duyên. Đây cũng gần cái chỗ ông Tư mà con thường tới lui nè. Con đến đây thay mặt cho chú Kevin Trần gửi cho cô với lại sư bà hai cha giàu ha. Để sức cho ấm chân. Chú Kevin Trần ở Mỹ á cô. Dạ, với con cô gửi lời cảm ơn chú Ken với Trần nha con. Dạ, với con thay mặt cho cô gái ở Mỹ gửi cho cô 2 triệu, với bạn cô gái ở Mỹ gửi cho cô 1 triệu nữa là 3 triệu. Dạ, để đây là một số ít tịnh tài của một cô gái ở Úc với bạn của cô. Cô gái thì 2 triệu, bạn cô gái là 1 triệu, là 3 triệu trước. Thì đây là một ít tịnh tài để mà cho cô có thể chăm lo cho sư bà trong thời gian khó khăn như thế này. Thì tụi con với một cái quãng đường khá là xa, thì hơn 100 km, thì tụi con cũng không có thể thường xuyên xuống đây. Và rất mong cô có thể chia sẻ cái số điện thoại của cô để cho cô bác quý anh chị ở nước ngoài á có thể gọi trực tiếp với cô. Và con biết là cô không có xài Zalo, không có xài điện thoại cảm ứng. Sẽ cô xài điện thoại của bác. Dạ, thì cô có thể đọc cái số điện thoại của mình lên để cho cô chú anh chị những ở nước ngoài hay là ở trong nước muốn hỗ trợ cô thôi, một ít về tịnh tài á. Thôi đi con, gửi về cho con đi rồi con cho sư cô cũng được chứ. Đôi khi thì đoạn đường của con xa quá, có thể là người ta sẽ biết thêm về cô á, thì yeah, sẽ dễ hơn. Yeah. Có thể là một tại cô vì chú, sư cô cũng không có quen rồi, sư cô cũng ngại lắm. Dạ. Con bây giờ con sẽ để lên số điện thoại cô lên được không? Để lên đâu con? Để lên trên màn hình đó. Dạ. Dạ, để cho cô chú anh chị có thể gọi trực tiếp cho cô hay như thế nào. Thôi con, dạ, gửi qua cho con đi rồi. Gửi qua cho con đi rồi. Có ai ủng hộ gì thì con gửi qua cho sư cô cho nó dễ, chứ sư cô không có muốn cho số điện thoại. Dạ, vậy hả cô ha. Dạ, thôi con sợ ảnh hưởng cái việc tu tập của cô nữa đúng không? Nhiều khi điện thoại sư cô cũng hay để trong tủ đó, rồi cái nhiều khi gọi rồi cái sư cô không có hay, rồi cái người sợ người ta phiền. Dạ. Thôi thì hôm nay con với lại Đạt Đồng Tháp cũng đến đây, cũng có duyên gặp được cô, được nghe cô chia sẻ về cái câu chuyện tu tập của mình, cũng như cái việc báo hiếu của cô đối với sư bà. Và đồng thời thì cô cũng cho con nghe được một số thỉnh, con thỉnh được một số pháp từ việc cô truyền đến con. Con cũng rất là hoan hỷ. Thì con không biết nói gì hơn. Xin giúp cô cùng sư bà luôn có một cái sức khỏe thanh tâm an lạc. Thay mặt con cũng thay mặt cho cô gái ở Úc á, với lại bạn của cô, thì chúc cô có sức khỏe dồi dào. Cô như là chú Kevin Trần ở Mỹ. Dạ. Cậu gì đó. Kevin Trần ở Mỹ. Kevin Trần ở Mỹ và hai cô ở Úc à. Dạ. Hai cô ở Úc chúc cho hai cô và chú Kevin Trần ở Mỹ cùng gia đình luôn luôn được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, vạn sự như ý và vô lượng phước lành. Dạ, con cảm ơn. Dạ, xin cảm niệm công đức cho quý vị. Dạ, con cảm ơn cô, con chào cô.